xanh bật lên, ví dụ mình nhúng vô nước đá nè. Đó, nó giảm nhiệt độ, giảm nhiệt độ. Đó, tắt đèn màu xanh. Nhưng mà nó chưa bật cái đèn màu đỏ. Tại vì chưa được 23 độ. Đây. Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị điện Thanh Tâm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mẫu cảm biến nhiệt độ và cái điều khiển nhiệt độ là STC 1000 ha. Nên mình sẽ giới thiệu sơ qua cái thiết bị, sau đó là cái cách đấu nối dây cho cái thiết bị, đấu nối dây điện cho thiết bị, và cái đến là cái cách cài đặt cái thiết bị. Sau cùng là một vài cái chú ý khi sử dụng cái thiết bị này, STC 1000. Ứng dụng của bộ STC 1000 này thì rất là thông dụng và phổ biến. Các bạn có thể dùng trong cái máy ấp trứng nè, các lò sưởi để sấy nông sản hay thần dược vân vân, hoặc là có thể ổn định nhiệt độ phòng, hoặc có thể trong đèn cây ăn trái. Sản phẩm này là mình đang dùng điện 220V. Bên màn hình các bạn thấy nè, sẽ vỏ sản phẩm sẽ ghi một điện 120V, rồi sẽ cấp điện vào chân 1, 2, rồi chân 3, 4, rồi chân sensor. Đây nó cấp sẵn rồi nè, gắn sensor sẵn rồi. Rồi chân 5, 6 là cái cho cái bộ phận gia nhiệt, rồi chân 7, 8 là đi ra cái bộ phận hay là thiết bị làm mát, làm lạnh đó. Nó hang sơ về cách đấu nối dây cảm biến luôn ha. Rồi mặt trước của nó, mình quay lại mặt trước của nó đây. Mặt trước của nó có nút nguồn nha, cái nút S là nút set, là nút cài đặt, rồi nút tăng giảm này để khi mình cài đặt nhiệt độ có thể tăng giảm nó. Rồi bên đây thì cool and heat tức là làm mát và gia nhiệt làm nóng. Thì bên trong nó sẽ có hai cái đèn báo. Rồi đi qua cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nó, này nó bằng tiếng Anh, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho các bạn xem. Rồi cái nhiệt độ hoạt động của nó, nhiệt độ hoạt động có thể đo được là trừ trừ 50 đến 99V, xin lỗi 99 độ C. Rồi cái độ chính xác của nó là cộng trừ 1 độ C nha các bạn. Rồi nguồn cung cấp nó thì có 3 loại: 12V, 24V và 220V, 110 và 220V. Thì cái bộ mình đang giới thiệu đây là 220V, 110 và 220V ha. Rồi cái loại cảm biến NTC. Rồi đặc biệt cái chú ý cái ngõ ra của nó là 10A nha các bạn. Ngõ ra của nó, ngõ ra của tải nè, 10A, các bạn đừng có mắc nhiều hơn ha. Còn nếu mắc nhiều hơn nữa thì đến cuối cái video mình sẽ hướng dẫn cách làm sao để mắc cái tải có thể lớn hơn. Rồi tiếp theo thì đây nó có chỉ cái cách cài đặt, thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Phía sau đây mình nói có ba cái mã mà chúng ta cần chú ý trong quá trình cài đặt. Thứ nhất là cái F1, F2, F3 và F4. F1, F2, F3 và F4 đây nè. Thì F1 tức là nhiệt độ cài đặt, F2 chính là cái nhiệt độ sao ta gọi là difference set value, tức là cái độ dao động nhiệt độ khi chúng ta cài đặt thì nó sẽ có cộng trừ bao nhiêu độ đó thì nó sẽ gia nhiệt hoặc là làm mát. Rồi F3 tức là cái độ trễ cho cái ngõ ra output nè, cooling hoặc heat nè, mát hoặc là làm nóng nè. Độ trễ thì có khoảng 1 tới 10 phút ha. Mặc định của nó là 3 phút, nhưng mà khi cài đặt thì chúng ta sẽ cài đặt khoảng 1 phút thôi. Rồi F4 tức là cái để calip cái cảm biến này để bù cái nhiệt độ, hay còn gọi là bù nhiệt độ đó, bù nhiệt độ cho cảm biến này. Trong trường hợp cảm biến này có chạy sai lệch thì chúng ta có thể cài đặt để bù lại so với nhiệt độ thực tế. Đây có thể bù từ trừ 10 độ C cho đến cộng 10 độ C. Đấy. Và mặc định của nó là không có bù, mặc định của nó là 0 độ C. Mình sẽ hướng dẫn lắp đặt mô phỏng cho các bạn xem, lắp dây rồi làm minh họa thử cho các bạn xem ha, và cài đặt thử luôn. Ở đây là sơ đồ, mình sẽ đấu nối dây nha các bạn. Mình sẽ lắp thêm cái hai cái đèn, đèn đỏ, đèn màu đỏ và đèn màu xanh. Đây như trên màn hình mình thấy này, mình đã minh họa cái ngõ ra, cái output của nó ha. Điện 220V vào chân số 1, số 2 đây. Chân 3, 4 là chân cảm biến rồi, thì mình không có đấu thêm ha, nó có sẵn rồi đây. Ở chân 5, 6, 7, 8 đây là mạch le hở. Bên trong cái hướng dẫn này cũng có ghi minh họa cho các bạn thấy nè. Đó rồi le hở nè, nó có le bên trong nè. Thì chúng ta chỉ cấp một cái dây pha vào đây thôi. Thì đấy, ở đây minh họa là cộng trừ ha, điện xoay chiều, thật ra không có cộng trừ, nhưng mà đây mình cộng tức là mình có thể dùng bút thử điện để mình thử được đó các bạn. Rồi ở đây thì cái chân 5, 6 mình sẽ cấp một cái nguồn điện vào chân số 5, và chân số 6 mình sẽ ra bóng đèn, đèn màu đỏ ha. Rồi chân số 7 cũng vậy, mình sẽ cấp cái nguồn điện đây vào chân số 7, ở chân số 8 là chân ra, mình sẽ ra bóng đèn màu xanh đây. Bóng đèn thì có hai đầu dây điện nè, các bạn thấy để không. Rồi cái chân còn lại của bóng đèn thì mình sẽ đấu xuống phần điện nguồn còn lại, dấu trừ đây. Đó. Đó, mình ghi dày cho các bạn trực quan dễ hiểu ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm giống như cái bước mình vừa nói ha, sơ đồ mình vừa nói ha. Mình sẽ để sơ đồ mình ở đây nha.
mình sẽ bắt cho các bạn xem đây. Đây là mỗi con đèn mình nó đấu sẵn hai sợi dây vô vào ra, các bạn thấy không? Vào ra rồi. Rồi, mình sẽ lắp từ từ phía sau trở về tới ha, từ phía sau về nguồn ha. Bây giờ cái đèn màu xanh nè, đèn màu xanh mình sẽ bắt vô chân số 8. Chân số 8 là cái chân này nè các bạn, à, trên đây nó có ghi nè. Chân số 8 nè. Ok ha. Rồi. Chân còn lại của cái đèn đây, là hai chân này đây. Thì mình sẽ đấu xuống cái chân số 1. Bạn thấy chân số 1 chân ngoài cùng nè. Đồng này cũng to quá, mình bấm cho nó nhỏ lại. Rồi. Ok. Rồi ha, cái chân này là lý nữa mình sẽ đưa vào nguồn điện. Mình dự phòng như vậy, mình đưa xúc, mình đưa chân nó vào nguồn điện. Rồi, tiếp theo. Cái chân số 5 mình sẽ đưa vào cổng đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ đấu chân số 7 và số 5. Số 7, số 5 mình sẽ dùng dây điện này. Mình đấu chung lại với nhau. Số 7 ha. Rồi. Đây là số 5. Sẽ đấu chung lại với nhau. Ok. Giờ mình đấu vô nguồn luôn. À, chân số 2. À, đấu vô chân số 2 nè các bạn thấy không? Số 2. Số 2. Còn cái này thì mình sẽ đưa ra nguồn điện này, mình sẽ đưa nguồn điện hai đầu này. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa vào cái nguồn điện nè. Mình sẽ dùng cái nút nói này để mình nói cho nó nhanh nha. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ sắp xếp lại. Rồi, đúng như sơ đồ ha. Các bạn có thể kiểm tra, tự kiểm tra lại sau khi mình lắp. Rồi, mình sẽ nghiêm điện cho nó rồi đó. Nó đang lên nữa. Đang lên ha. Để chú ý an toàn về điện nha. Rồi, đây là mấy bộ phận có điện đó. Rồi. Vậy thì cái đèn này mình khi mình bật điện nguồn lên á thì cái đèn này nó nhấp nháy nè, các bạn thấy là nó tức là nó chưa đo nhiệt độ ổn định ha. Đầu nhiệt độ này chưa có ổn định. Chưa có ổn định. Thì các bạn khi nào nó hết nhấp nháy tức là nó ổn định nhiệt độ này rồi. Thì các bạn để ý như vậy. Rồi bây giờ mình có thể cài đặt đây nè. Đầu tiên mình phải biết tắt nút nguồn. Bây giờ mình dí vào nút nguồn đây nè. Mình bấm tắt nè. Là nó sẽ tắt, bấm giữ khoảng 3 giây nó sẽ tắt. Rồi mình mở lên nè. À, đơn giản vậy ha. Rồi các bạn, để bây giờ dễ hình dung nữa thì mình viết lên tờ giấy này cho các bạn biết. À, thì bây giờ mình sẽ cài nhiệt độ F1 là cài giá trị nhiệt độ cài đặt là 26 độ C ha, mình sẽ cài cho các bạn xem. Rồi. Cộng trừ tức là vô cái F2 mình sẽ là cộng trừ 3 độ. Cộng trừ 3 độ C. Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp này? 26 và tức là 23 độ C và 26 cộng 3 tức là 29 độ C. Rồi 23 độ C thì nó sẽ bật ngõ ra là bật hít ha. Rồi khi mà 23 độ C sẽ bật cái heating và cái heating là nằm nóng. Heating đây mình là đèn màu đỏ đó, đèn đỏ ha. Còn 29 độ tức là đang nóng quá phải không, nó sẽ bật cái cooling, bật cái cool, xin lỗi hai chữ là hai chữ o cooling tức là đèn xanh ha. Thì ý nghĩa của cộng trừ 3 là như vậy ha. Còn cái F3 của mình sẽ cài đặt là 1 phút bằng 1 phút. Bằng 1 phút ha, tức là delay ngõ ra 1 phút. À, sau 1 phút sau khi nhiệt độ đạt á, thì nó mới bật cái relay ngõ ra hay là bật cái đèn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cài đặt cho các bạn xem. Rồi. Bây giờ cài đặt chúng ta sẽ bấm set vào F1 thì chúng ta giữ F1 chúng ta tăng giảm nhiệt độ. À đây nó 26 độ sẵn rồi nè. Chắc mình cài trước đó rồi. Rồi 26 độ ha. Còn nếu muốn ta cài đặt hơi tăng giảm thì chúng ta bấm chữ S và chúng ta tăng giảm nhiệt độ. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ F2. Rồi chúng ta giữ bấm chữ F2. F2. Rồi chúng ta cũng tăng giảm 3 độ ha. Chúng ta muốn 3 độ chúng ta chỉnh 3 độ này. Lúc nãy là 3 độ có sẵn rồi.
Rồi chúng ta bấm phím nguồn thì chính là bấm cái nút nguồn như thế này, chính là lưu lại đó. Rồi F3 mình bấm giữ chữ S ha, vô F3. Ôi xin lỗi. Rồi làm lại. Giữ F3. 1 2 3 rồi giữ ha, tăng giảm. Đang là 1 phút rồi nè, 1 phút. Trước đó mình cài nó lưu còn nhớ lại ha. Bạn thấy số 1 không nè. Rồi chúng ta nhả tay ra, bấm nút nguồn là nó sẽ lưu lại ha. Rồi để coi lại cái giá trị mình đã cài đặt á, thì chúng ta bấm lên xuống nè, ngoài màn hình băng ở ngoài nè, mình sẽ bấm nút lên xuống là 3 độ là F2 nè đó. Rồi 26 độ tức là F1 nè. Rồi ok ha. Phần tiếp theo mình sẽ test thử cho bạn xem. Ở đây trên màn hình mình có một cái ly nước nha. Nước này là nước đá lạnh. Thì nó đang ở 29 độ C. Do đó nó đang làm lạnh, các bạn thấy không? Cái đèn màu xanh nó sáng lên nè. Đó, 29 độ. Sáng lên. Bây giờ mình sẽ nhúng vào nước thử cho nó giảm nhiệt độ xuống. Giảm nhiệt độ xuống các bạn thấy nó tắt đèn không? Và khi giảm dưới 23 độ thì bắt đầu đèn màu đỏ nó sáng lên, các bạn thấy chưa? Đó, đèn màu đỏ sáng lên. Rồi bây giờ chúng ta có thể, bây giờ nó 16 độ rồi, bây giờ cho nó nóng lên, nó nóng lên nha, nó vẫn đang làm nóng lên nè, nó làm nóng, tức là gia nhiệt mình có thể dùng cái gia nhiệt này, có thể dùng cái lò sưởi chẳng hạn, để mình bật cái lò sưởi cho nó nóng lên, nó ấm lên. Rồi cái đèn xanh này có thể tượng trưng cho quạt làm mát hay là cái máy lạnh gì, ví dụ vậy ha, để cho nó giảm nhiệt độ xuống. Thì cái ứng dụng mình có thể dùng trong cái lò sưởi ấp trứng rồi vân vân đó. Rồi rồi bây giờ để mình cho nhiệt độ nó tăng lên bằng cách là mình có thể dùng cái hộp quạt này, dùng cái hộp quạt ga này để mình thử nữa, ha. Bạn thấy nó lên 26 độ, hôm qua 26 độ rồi, cái lên tới bốn mấy độ luôn nè, bốn mấy độ. Thì về lý thuyết nó sẽ bật cái làm lạnh đúng không, bật cái cooling lên nè. Nhưng mà cái cooling nó đang bị delay nè, nó đang nhấp nháy, nó chờ 1 phút như hồi nãy mình cài đặt á, thì nó mới gọi là bật cái cooling lên, là cái đèn màu xanh này lên. Tại vì lý do là có thể nhiệt độ nó dao động, nó làm bật tắt liên tục, thì cho đó nó có phần cái delay này, cho nó có cái phần F3 là 1 phút này đây đó, để nó ổn định. Bây giờ nó đang ổn định dần, các bạn thấy không? Mình có thể dùng tay mình để cho nó giảm nhiệt độ xuống đó. Và nó nhấp nháy sau 1 phút thì nó sẽ bắt đầu ngưng nhấp nháy và đèn xanh nó sẽ bật lên. Rồi các bạn quan sát thử nha. Đó. Thì cái 3 độ C này mình có thể chỉnh lại cái độ dao động, nó là từ mấy độ tới mấy độ, từ 3 cho tới 10 độ C. Mình hay cài đặt là 3 tới 10 độ C, nhỏ nhất là 3 độ. Đó. Trên tờ giấy hướng dẫn nó ghi nè, từ 3 tới 10 độ C. Đó. Rồi bây giờ đèn màu xanh nó đã bật lên rồi đó, các bạn thấy không? Màu xanh bật lên, ví dụ mình nhúng vô nước đá nè, nó giảm nhiệt độ, nó tắt đèn màu xanh, nhưng mà nó chưa bật cái đèn màu đỏ tại vì chưa được 23 độ. Nếu giảm chút nữa đây, giảm chút nữa thì đèn màu đỏ lại bật lên. Rồi đó là cái mình vừa thí nghiệm cho các bạn, hay là minh họa mô phỏng cho các bạn thấy cái cách nó hoạt động như thế nào. Rồi cái video này rất là cụ thể và chi tiết luôn, các bạn có thể xem tham khảo, và thấy hay cái bấm subscribe đăng ký kênh, hoặc là để lại comment bên dưới để Tâm có thể chia sẻ tư vấn kỹ hơn, mình có thể trao đổi kỹ hơn. Số điện thoại là 0906099063, có Zalo không? Mời các bạn kết bạn ha, để giữ liên lạc và để trao đổi về cần kỹ thuật. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhé.